Chào cả nhà nhé. Hôm nay em lại thèm mà mắm lóc chưng nên em chưng một tô mắm lóc nè cả nhà. Giờ em đã bỏ gia vị rồi xong hết nha. Hôm nay em chưng với tóp bở. Mấy bữa tại vì em bỏ gia vị vô á, cả nhà đã xem mấy cái clip trước rồi ha. Rồi hôm nay em làm sẵn. Còn bên đây á, thì một miếng thịt bằm em sẽ nấu với rau má. Em cũng bỏ gia vị vô xong hết nha cả nhà. Bữa nay hai món ăn của em mau lẹ lắm á cả nhà. Rồi bây giờ mình nấu thôi cả nhà ơi. Rồi bây giờ em đã bắt nước xong rồi, giờ em lấy cái tô mắm này lên em chưng hết cả nhà. Sôi sôi cái mình bỏ cái tô vô. Giờ em để nắp lại cái em đi nấu nồi canh nữa là xong đó cả nhà. Cái món canh rau má này màu chín lắm đó cả nhà. Chút muối, chút á em hả, bỏ thịt vô em hả, bỏ thêm đường với bột ngọt. Cái canh này cái mình gấp vô mình thái cục cục thịt vô như là cái nhà thấy nó ngon. Món canh này mau thơm, mình bỏ thêm một miếng đường, cái em bỏ thêm một miếng bột ngọt. Em xay qua em coi cái là mắm. Cái nồi mắm bốc khói lên quá trời ngon hết cả nhà. Tí xíu nữa là có hai món ăn rất ngon. Giờ cái bên đây cái sau lên vậy cái mình là đi bỏ rau má cái món này mau chín lắm đó cả nhà. Vậy cái rau má này á là mình đừng có để cho nó sôi quá. Em tắt lửa cái em bỏ một miếng hành lên. Rồi canh của em đã xong, cái em quay qua cái nồi mắm. Cái nồi mắm xoay ồng mập ồng mập ồng mập luôn. Tí xíu nữa là mình sẽ có một bữa cơm, hai món ăn rất đơn giản mà ngon. Ồ, nồi mắm chín ngon quá trời cả nhà ơi, để em tắt lửa. Tắt lửa dùng cơm ăn. Cái tô mắm nóc chưng quá trời ngon rồi cả nhà. Bữa nay chưng với tép mỡ. Rồi cái mình ăn chung với tô canh. Tô canh rau má thịt bằm. Còn ở đây á, thì dĩa nước mắm. Dầm ớt. Còn dĩa dưa hấu. Dưa hấu á, em mua cái màu này nó hơi hơi lợt cái nhà. Mà thấy nước quá. Không biết ngọt không nữa. Còn đây là chén cơm trắng. Giờ đói bụng mà mình ăn cơm thôi cả nhà ơi. Bữa nay ăn cơm với mắm nóng chưng và canh rau má. Hai cái món này gì nó ngon lắm cả nhà. Em mời cả nhà cùng em ăn cơm và chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ, ăn cơm ngon miệng bên gia đình cả nhà. Giờ ăn thôi cả nhà ơi. Em sẽ hấp một miếng nước canh. Quá xuất sắc cả nhà. Quá ngon cả nhà.
Có chị ngon. Nhưng có nước cộng đồng mắm lắm. Cái này em ăn một miếng chất mỡ chứ. Chất mỡ. Chất mỡ này nó không được giòn con. Chất mỡ này bữa nay không giòn. Mắm lắm. Đào. Nhìn xuống cái nhà. Nhưng con mới về cắt ra. Hay kẹo như không? Ngon quá đấy vậy. Con cái tích mỡ nó không được lắm. Chứ không có được cây giòn. Có em cho chó cả nhà. Con nhậu món nóc bỏ ngon. Hết ngon quá. Ngon hết rồi cũng nhờ. Cái này làm như cái màn hình cái này tối vậy ta. Cái điện thoại á. Thịt bằm mình bỏ vô mình dám cá giả như thế nào. Tắm thì vậy ngon. Ngon quá.
mắm nóc mà chiên cũng ngon cả nhà, ngon quá. Giờ có TikTok cũng xuống ở nhà, muốn ăn mắm với gì cả. Cái kinh mà má nãy giờ nấu nước gặp hồn quá. Em mình cứ nhậu nước gặp thêm nha. Quá trời ngon, quá trời ngon luôn rồi cái nhà ơi. Những món ăn đơn giản lắm, sao mà nó ngon quá trời luôn á cái nhà. Nếu cái nhà thấy những món ăn nó đơn giản mà mộc mạc ở quê á, như dở quá lắm cái nhà nhớ thương yêu. Ủng hộ video thì nhớ đăng ký kênh thì like cho Nhung Dẫu lắm một like cả nhà, cả nhà nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, video tiếp theo cả nhà ơi, với like cả nhà.